Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 850, một dòng xe đạp địa hình Gian được trang bị bộ chuyển động Shimano Asiza và giảm xóc hơi, cùng với cả là mayer bi vòng cối lỗ bánh 27 inch. Toàn bộ khung của chiếc xe là nhôm thương hiệu Gian Alux Technology, model ATX 850. Bộ dây thì đã được chạy êm sườn. Ngoại hình tổng thể xe thì lớp sơn nó cứ rất là mới, chủ cũ họ đi rất là giữ gìn, giữ cái độ mới của chiếc xe đó còn tương đối là tốt. Đùi trục rỗng của Shimano Alivio và sử dụng bộ chuyển động group Shimano Asiza 9 tầng lip, ở đây là 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Bộ vành bánh 27,5 inch, mayer bi vòng cối lỗ, mayer carbon luôn. Yên Pro logo này, loại yên phụ tùng cực kỳ là ngon trong cái xe đạp này. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano Asiza và bộ phanh dầu Shimano, giảm xóc hơi, giảm xóc hơi. Và giảm xóc vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 38 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m 59-60 đến khoảng 1m 70, đi là phù hợp. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.